Sáng nay tôi ở trò dơi của ông anh, ông cho ông làm xong ông cho, thì đầu tiên thì thấy thay lá rồi cũng không thấy dơi nó về, nhưng mà tôi có thấy trên YouTube đó, thấy có anh Thuận nó bán cái máy gì để dụ dơi đó, rồi tôi cũng có đặt mua của anh Thuận 800.000 bao ship. Và đây là kết quả là 5 ngày, sau 5 ngày là tôi xài cái của anh Thuận thì thấy cũng rất là ổn định, lượng dơi về rất là đông. Cũng anh Thuận thì cũng hướng dẫn, cũng nhiệt tình dẫn từ cách treo lá, tại mình mới mình đâu có biết gì, treo lá rồi cách chống rắn, rồi nói chung là nhiệt tình đó. Giờ dơi buổi sáng là nó về nó ngủ, anh hướng dẫn cái cách mình để mình sử dụng cái máy đó. Về liên tục này chắc cũng được cả ngàn con thôi, thì sử dụng chắc cỡ chừng nửa tháng nữa chắc cũng được nhiều ạ. Chắc cũng xài máy thì ổn định lắm, xài bắt sáng đi mà cũng không tới giờ, tới sáng tôi bắt từ chiều qua tới sáng, lượng dơi nó cứ về liên tục. Đó, nó bay vậy là bay vô nó vô chuồng. Này nó mới về có một góc chuồng thôi. Cái người treo lá kia người ta hướng dẫn treo lá, người ta treo rốt cuộc là treo quá dày, anh Thuận kêu gỡ bớt xuống rồi mình mới treo lại, treo từ từ chừng nào đầy rồi bắt đầu mình mới treo tiếp. Nó về nè đó, đi vô liên tục vậy đó. Chứ mình cũng đầu tư bỏ ra, ông anh ông đầu tư bỏ ra cái chuồng này là gần 100 triệu, không thu hoạch được gì hết. Rồi ông cho thấy lá cũ mà thôi, thay lá cũng không về cũng buồn chứ, mình thay hết vàng lá này cũng hơn 10 triệu. Mình thấy ở trên mạng vô tình thôi, cái người thay lá xong người ta bỏ đi luôn, người ta y như người ta bán lá vậy đó. Còn nhờ anh Thuận trên mạng này, nhưng mà ảnh nhiệt tình, anh hỗ trợ giúp cũng nhiều. Giờ này thì mình thấy nó về vậy thì mình cũng mừng rồi.